thân mến, đây là chiếc đồng hồ cơ có tay Technot Lady. Chiếc đồng hồ này thì dây thì chỉ là dây thép trắng thôi. Đấy, dây này mà chúng ta thay dây da thì cũng sẽ rất chi là đẹp. Mặt số là mạ vàng trắng dạng nhăn nhưng mà chưa được vệ sinh nên nhìn nó hơi cũ. Thế này mà nếu mà có chút chuyên môn thợ ông ấy làm thì chỉ sau một chút thôi là nó sẽ trắng bóng ra. Đấy. Ngoài này là mạ platin. Đấy, sáng bóng rìa viền đây này. Còn đây, tất cả dây này chúng là chỉ là dây thép trắng thôi mọi người ạ. Chiếc đồng hồ được sản xuất khoảng năm 1960, chạy cơ có tay. Đấy, khá là chính xác. Mình cũng đã thử đo rồi. Lệch khoảng độ 30 giây thôi. Cót thì được xấp xỉ một ngày. Đây, chiếc đồng hồ đây. Tay mình hơi to, hơi béo so với cái đồng hồ nên là dẫn tới là đeo nhìn nó không được cân xứng lắm. Chị em nào mà khoảng độ tầm 50 cân chẳng hạn, mà cao tầm 1m53 đến 1m63, 50 cân là đeo cái này là vừa xinh.